chào các bạn, đã quay trở lại với kênh Em English. Trong chủ đề video ngày hôm nay thì mình sẽ giải đề thi Trung học phổ thông năm 2001, mã đề là 421 cho các bạn. Thì đối với những bạn nào mà đã thi rồi thì các bạn có thể xem lại video này để chúng ta rút kinh nghiệm. Còn đối với những bạn nào mà chưa thi thì chúng ta cũng xem video này để chúng ta có thêm được những kỹ năng làm bài mới cho kỳ thi sắp tới tốt hơn. Và nếu những bạn nào mà chưa có biết đến kênh của mình thì mình cũng xin giới thiệu đây là cái kênh mà chúng ta sẽ học được rất là nhiều kiến thức và những cái chủ đề liên quan đến tiếng Anh ha. Thì các bạn thấy là có rất là nhiều cái chủ đề khác nhau. Các bạn có thể nhấn đăng ký kênh ở đây và có thể like và chia sẻ những cái thông tin của mình ha. Mình cũng hy vọng rằng các bạn có thể ủng hộ kênh của mình, bởi vì kỹ thuật YouTube đó, nó sẽ phát triển, nó sẽ đề xuất cho những cái kênh nào mà có cái lượng like và share nhiều. Mình cũng hy vọng rằng những cái thông tin của mình có thể đem đến cái nguồn kiến thức hữu ích dành cho các bạn trong quá trình mà các bạn học tập. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu cái chủ đề video ngày hôm nay ha. Và đây là cái đề thi mà các bạn sẽ thấy xuất hiện trong tất cả những cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Và ở cái đề thi năm nay thì các bạn thấy là đề này nó sẽ có là 60 phút. Và đề thi gồm có 4 trang và có 50 câu. Thường thì chúng ta thấy nó có rất là nhiều cái mã đề. Tuy nhiên là những cái nội dung mà giống nhau trong cái mã đề á thì nó cũng tương tự nhau thôi. Người ta chỉ xáo trộn một vài câu, có nghĩa là cái phần khác á, của nó chỉ chiếm khoảng là 20 hoặc 30% thôi. Còn đối với những cái nội dung giống á, chẳng hạn như có những cái câu giống luôn, đáp án cũng giống luôn, thì nó sẽ chiếm khoảng là 60 hoặc 70% mà nó chỉ thay đổi cái trình tự sắp xếp của câu thôi, cấu trúc đề thi thôi ha. Nên các bạn cũng đừng có lo lắng. Tại vì khi các bạn xem được cái video này rồi á, thì mình nghĩ là những cái đề thi kế tiếp thì các bạn có thể sửa được luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào đề ha. Nhưng mà các bạn lưu ý là mình có chia sẻ cái đề, cái link đề cũng như là đáp án của cái đề này luôn và những cái đề khác trong cái phần mô tả ở bên dưới video á, hoặc là các bạn xem ở phần comment á, thì các bạn có thể tải những cái đề này về để mà chúng ta vừa làm vừa xem, hoặc là các bạn làm trước rồi các bạn xem lại video này để các bạn xem coi cái cách giải của mình, cách suy nghĩ của mình có đúng hay không ha. Rồi mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi bây giờ đầu tiên là câu số 1 thì mình thấy là Tim là đến trễ cho cái buổi họp lớp. Thì Tim nói là sorry I'm late Peter. Và Peter sẽ nói như thế nào ạ? Đáp án của các bạn là câu đi ha, đúng rồi. Rồi, các bạn thấy là ở đây là câu đi, tại vì sao? Khi mà mình nói never mind thì nó sẽ có nghĩa là không sao, đừng có bận tâm ha. Còn những cái đáp án khác thì nó không đúng. Cảm ơn, ý kiến tốt, rồi giống như bạn ha. Rồi câu số 2 mình thấy là Bình thì đang nói về cái buổi trình diễn với Minh. Thì Bình khen là bạn có một cái giọng rất là dễ thương. Thì Minh sẽ trả lời như thế nào ạ? Đáp án của bạn là câu C ha. Có nghĩa là mình sẽ nói là cảm ơn. Ai đó khen mình thì mình sẽ nói là cảm ơn. Còn những cái đáp án khác thì nó không đúng ha. Rồi tiếp theo câu số 3 thì mình sẽ có tìm những cái gọi là dấu nhấn trong những cái từ trường này. Anh sẽ có một cái dấu nhấn khác nhau. Thì bạn xem cái từ nào nó có cái dấu nhấn khác thì bạn chọn nó. Từ đầu tiên là festival, attention, customer, capital. Thì mình thấy là đáp án sẽ là câu B ha. Tại vì sao? Tại vì cái attention thì nó sẽ nhấn vần vần 2. Còn đối với những âm còn lại thì nó sẽ nhấn vần vần 1 ha. Rồi, careful, nervous, polite, happy. Để đây mình có đáp án sẽ là câu C ha. Careful là nhấn vần 1, nervous là nhấn vần 1, happy là nhấn vần 1 ha. Rồi ở đây mình sẽ chọn cái âm mà có cái việc phát âm nó khác so với những âm còn lại, những từ còn lại. Mình có là save, face, take, land. Thì mình sẽ chọn đáp án là đi ha. Rồi câu số 6, seemed, cried, started, ran. Thì mình thấy đáp án sẽ là câu C ha. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ nhìn cái âm đằng trước, cái âm ed. Đó, thì các bạn thấy là chỉ có âm T này nè, là một cái âm vô thanh thôi. Còn lại là những âm hữu thanh. Những âm hữu thanh là khi mà bạn phát âm ra, cái cổ của bạn nó rung á, cái dây hình của bạn nó rung á ha, thì đó sẽ gọi là những âm hữu thanh ha. Còn âm T này là vô thanh, thì mình sẽ chọn ED trong cái âm static này.
Tiếp theo câu số 7, đây là một dạng câu hỏi đuôi. Thì bạn thấy là đằng trước nó là một cái vế khẳng định thì đằng sau nó phải là phủ định. Rồi đằng trước nó là một cái chủ từ số ít, is ha, thì mình sẽ chọn là isn't it. Còn nếu mà đằng trước nó là một cái chủ từ số nhiều thì sẽ bạn các bạn sẽ chọn một cái đáp án. Ví dụ như là you are beautiful thì mình sẽ chọn là aren't you. Và ngoài ra thì các bạn cũng phải để ý cái phần thì của nó nha. Đây là hiện tại đơn đúng không? Thì mình sẽ chọn isn't it ha. Tiếp theo là mình sẽ có câu số 8. Mình thấy ở đây là friendly là một tính từ nha các bạn. Thì mình sẽ chọn là tính từ đây luôn, helpful. Bạn để ý cái chỗ nào mà nó có cái từ and nằm giữa thì mình sẽ chọn hai cái từ này nó sẽ có cái nghĩa tương đương nhau ha. Hoặc là cái từ loại tương đương nhau để tạo cái sự cân bằng. Rồi tiếp theo mình sẽ có cái từ track là đáp án của câu số 9. Linh đã cố gắng giải quyết cái vấn đề này cả một tuần rồi nhưng ấy vẫn không thể nào mà tìm ra được đáp án hoặc là giải quyết nó. Thì mình sẽ có từ track, có nghĩa là giải quyết vấn đề. Rồi tiếp theo câu số 10. Mình thấy là anh ấy luôn giúp vợ của anh ấy rửa chén. Thì mình sẽ chọn là wash up. Mình nhớ là wash up thì đi với dishes. Rồi mình có câu số 11, mình chọn đáp án là A ha. Tại vì sao? Ở đây mình có động từ là từ help, nhưng mà nó được đặt đầu câu thì mình sẽ cho nó là một cái động từ giả. Thì mình sẽ thêm vật in vào ha các bạn. Thì đây mình có cái câu này nghĩa là có cái việc mà tiến hành nhiều cái lần thử nghiệm hay gì đó. Thì các nhà khoa học cuối cùng đã thành công trong cái việc phát triển những cái loại vaccine mới ha. Một loại vaccine mới. Rồi câu 12. Mình thấy là to the radio thì mình sẽ có cái từ gì? Listen ha. Listen to radio thôi. Rồi câu 13. Ở đây mình thấy là nó, đây là cái việc này là diễn ra trong quá khứ ha, static. Thì ở đây mình sẽ có cái hành động. Đáp án đúng sẽ là were planting ha, có nghĩa là đang trồng cây á. Đây là một câu mà nói về cái hành động đang diễn ra và có một cái hành động khác cắt ngang, thì cái hành động đang diễn ra thì sẽ chia ở quá khứ tiếp diễn, còn hành động cắt ngang thì chỉ ở quá khứ đơn ha. Câu này nghĩa là chúng tôi đang trồng cây ở trường á, ở vườn của khu trường á, thì sẽ có khi đó thì tôi bắt thì trời bắt đầu mưa ha. Có nghĩa là khi mà đang trồng những cái bông hoa trong sân trường ha, thì lúc đó thì trời bắt đầu mưa. Thì cái hành động cắt ngang đó là hành động mưa nha các bạn. Rồi câu 14. Cái khách sạn này là nổi tiếng cho cái gì? Spectacular, có nghĩa là cái việc gọi là spectacular, cái này có nghĩa là đẹp mắt á. Cái gì đẹp mắt? Cái cảnh đúng không? Cái cảnh của biển đẹp mắt, thì mình sẽ có cái từ view ha. View. Nó là một danh từ nha, còn cái thằng đằng trước này nè, nó là một tính từ. Rồi câu 15. Khi mà du khách nhìn với cái đôi mắt của cô ấy ha, thì cái bãi biển này đã được bao phủ bởi một cái núi rác thải bằng nhựa gì đó từ khắp nơi trên thế giới. Và cái câu mà a chill went down her thì có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là đây là một cái câu thành ngữ nói về cái việc mà ngỡ ngàng, bất ngờ ha, đến đáng sợ, đến lạnh sống lưng. Đây là một câu thành ngữ. Thì chúng ta sẽ có đáp án sẽ là câu A. Cái span này có nghĩa là sống lưng đó mấy bạn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có câu số 16. Tôi đã được gửi rất là nhiều quà tặng ha, cho cái ngày sinh nhật vào tuần rồi. Thì bạn thấy là đây là một cái dạng câu bị động đúng không? Được tặng quà cho cái sinh nhật tuần rồi. Thì mình thấy là bị động nhưng mà diễn ra ở quá khứ. Thì mình sẽ chọn là words này ha, words given. Thì 16 chúng ta sẽ có đáp án sẽ là B. Rồi tiếp theo câu 17. Gia đình của tôi đã mua cho tôi một cái gì? Một cái cặp đi học á, cho cái ngày sinh nhật của tôi. Thì mình sẽ có một cái cấu trúc dành cho cái việc sắp xếp tính từ á, thì sẽ là beautiful nè, có nghĩa là cái nhận xét đánh giá nè, xong rồi tới màu sắc nè, xong rồi tới nguồn gốc nè, và cái cuối cùng là sẽ tới chất liệu ha. Nó là cái gì á?
Thì đây là cái trật tự tính từ mà các bạn cần phải học. Ngoài ra nó còn nhiều cái trật tự tính từ đi chung nữa, chứ không phải là chỉ có bao nhiêu đây thôi ha. Rồi câu 18 thì các bạn thấy là ở phía sau nó sẽ có là the more. Thì với phía trước nó phải có một cái gì đó nó cân bằng ở chỗ này, nó là một cái dạng so sánh ha, càng càng cái gì đó. Rồi mình sẽ chọn đáp án sẽ là câu B ha, the more. Rồi câu 19 thì các bạn thấy là anh ấy sẽ rất là vui ha. Thì đây mình sẽ có cái này là diễn ra ở tương lai ha, diễn ra cái hành động tiếp theo á, thì mình sẽ có là cái gì sẽ bắt đầu. Và đáp án câu 19 sẽ là câu B ha. Câu B. Khi mà cha tôi nhìn thấy cái điểm thi của tôi á, thì anh ấy sẽ vui. Thì cái phần mà nhìn thấy ha, là một cái gì đó, đó thì mình sẽ chọn cái thì là thì hiện tại đơn. Còn cái việc mà sẽ có cái chuyện gì đó xảy ra tiếp theo thì sẽ chọn thì đó là thì tương lai đơn ha. Rồi câu 20 thì bạn có là cái mùa SEA Games kế tiếp á, sẽ được tổ chức ở Việt Nam thì mình sẽ chọn là IN ha. Tại vì IN sẽ đi chung với tên quốc gia nha các bạn. Nó nói về một cái nơi nó rộng lớn. Còn AT thì nó sẽ nói về một cái nơi gọi là cụ thể chi tiết, chẳng hạn như là tên đường ha, nó nhỏ hơn, tên đường phố. Rồi câu 21. Học sinh thì rất là thích ha cái buổi học online. Mình sẽ chọn cái gì? Blah blah blah. Đây tìm thấy, họ đã tìm thấy nó hữu ích cho cái việc học của họ. Thì mình sẽ chọn đáp án sẽ là because. Tại vì phía sau cái because này nó sẽ có một cái mệnh đề. Mệnh đề là một cái câu mà nó có chủ ngữ động từ hoàn chỉnh ha. Còn đối với although với despite thì nó khác cái nghĩa đi, nó không đúng câu ha. Câu đi thì because of, thì đằng sau because nó sẽ có một cái cụm danh từ hoặc là một cái động từ thêm in nào đó ha. Rồi, chúng ta sẽ có câu 22. Câu 22 các bạn thấy là tìm những cái từ closest, có nghĩa là từ gần nghĩa. Mình có cái từ offer thì mình sẽ có cái từ gần nghĩa với từ offer, có nghĩa là cái từ terrible ha, khủng khiếp á. Rồi mình có cái từ từ này đọc là answer, thì mình sẽ có cái từ gần nghĩa với nó, đó là từ lo lắng ha. Còn cái từ noisy này có nghĩa là ồn ào nè, crowded là đông đúc nè, kind là tốt bụng, thì nó sẽ không liên quan ha. Rồi mình tìm những cái từ gọi là trái nghĩa. Mình có từ gain. Gain này có nghĩa là gì ạ? Gain này có nghĩa là đạt được ha, đạt được. Thì mình sẽ có những cái từ trái nghĩa với nó. Mình sẽ chọn cái từ lose, có nghĩa là đánh mất. Rồi cái từ put your sock up, có nghĩa là cố gắng làm một cái việc gì đó ha. Đây là thời điểm mà bạn cố gắng và bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn á, bởi vì cái kỳ thi tiếp theo, kỳ thi cuối kỳ á, là đang diễn ra ha, đang sắp diễn ra rồi đó. Thì mình sẽ chọn cái từ trái nghĩa với cái từ cố gắng chăm chỉ. Đó là cái từ become lazy ha. Còn những cái từ này thì nó giống nhau thôi ha. Cái từ study hard thì có nghĩa là học hành chăm chỉ. Còn cái từ got furious này có nghĩa là giận dữ ha. Lost confidence có nghĩa là mất đi cái sự tự tin. Rồi tiếp theo mình có câu 26. Tôi có rất nhiều bài tập ở nhà, Hà nói. Thì ở đây là một dạng câu tường thuật. Thì khi mà bạn viết lại một cái câu tường thuật đó, thì các bạn cũng phải nên là chú ý những cái vấn đề sau. Thứ nhất là chúng ta đổi chủ ngữ nè. Thứ hai chúng ta đổi thì. Thứ ba là chúng ta đổi trạng từ. Thì đây bạn thấy là đây là cái dạng have, đúng không? Thì mình sẽ đổi nó thành hát ha. Thì đây mình thấy là nó chỉ có hai câu có hát thôi. Đó, hát thì mình thấy là câu nào đúng? Câu C là câu đúng nha. Tại vì sao? Tại vì cái phần chủ ngữ nó được đổi thành she nè. Cô ấy nói rằng cô ấy có nhiều bài tập ở nhà. Chứ không phải là cô ấy nói rằng tôi có nhiều bài tập ở nhà, thì cái này là không phải ha. Rồi câu 27 chúng ta có là anh ấy lần cuối đi đến rạp phim ha, là 2 tháng cách đây. Thì mình lưu ý là có một cái cấu trúc như thế này. Chủ từ cộng last cộng VED V2 cộng khoảng thời gian cộng ago, có nghĩa là ai làm gì lần cuối cùng cách đây bao lâu.
thì chúng ta sẽ có là chủ từ cộng have hoặc là has not nè, ha, có not ở đây nha. Rồi cộng be đi, past participle, cộng for, cộng khoảng thời gian. Thì đây là một cái thì hiện tại hoàn thành nha các bạn. Rồi ai đã không làm gì trong khoảng thời gian bao lâu, ha. Có nghĩa là cái cấu trúc mà nó có last ở đây nè, nó thì chúng ta sẽ chuyển nó thành not nha, not. Và đưa về thì hiện tại hoàn thành dạng phủ định nha các bạn. Rồi đây là cái điều mà chúng ta cần phải nhớ. Như vậy thì cái câu nào đúng ạ? Chúng ta có thấy một câu duy nhất nó có dạng phủ định của hiện tại hoàn thành thôi, đó là câu B ha. Đó, thì chúng ta sẽ chọn nó. Anh ấy đã không đi đến rạp phim khoảng 2 tháng rồi. Rồi tiếp theo chúng ta có câu 28. Nó là không cần thiết cho bạn để đặt cái vé xem phim trước. Thì đây bạn thấy là mình có not necessary á, thì nó sẽ bằng nghĩa với không cần thiết ha. You needn't. Chúng ta chọn câu A nha. Rồi câu 29. Ở đây mình sẽ tìm một cái từ sai trong những cái từ này, thì đáp án sẽ là câu A ha. Tại vì sao? Tại vì các bạn thấy chỗ này là last week, có nghĩa là từng rồi đúng không? Từng rồi thì cái này phải đưa về quá khứ, thì cái này phải thêm ed vào nha. Rồi câu 30. Câu 30 chúng ta sẽ chọn câu sai là câu his future. Student là chỉ về số nhiều đúng không? Thì cái chỗ này sẽ sửa lại là the future. Học sinh cần phát triển cái những kỹ năng cần thiết để chuẩn bị cho tương lai của họ. Thì tương lai của họ sẽ là the future, chứ không phải là tương lai của anh ấy ha. Rồi mình có cái chỗ mà cái những cái người phát ngôn á, là có một cái những cái người phát ngôn là có một cái sự đấu tranh khó khăn trong việc tìm ra cái sự giải thích dễ dàng ha, hoặc là dễ hiểu cho cái những cái người nào đó. Rồi ngay chỗ này bạn thấy câu sai là câu C ha, intelligent. Thì đây mình sẽ chuyển nó thành là intelligible, intelligible ha, intelligible, intelligible. Chúng ta sẽ chuyển nó thành là intelligible ha. Từ này á, nó khác cái chỗ intelligent. Intelligent thì nó cũng là một cái tính từ, từ này cũng là tính từ luôn, nhưng mà cái intelligent này chỉ về cái sự thông minh của một người nào đó. Còn cái từ intelligible thì nó sẽ có nghĩa là sáng suốt ha, hoặc là rõ ràng, dễ hiểu ha. Thì nó sẽ chỉ cho vật ha, chỉ cho vật hoặc là sự việc nào đó, nó khác. Tiếp theo mình có câu 32 nha các bạn. 32 thì mình thấy là Mike không cảm thấy tốt hôm nay, anh ấy không thể đi ra ngoài với bạn. Thì ở đây cái này có nghĩa là combine hai cái câu rời này lại thành một cái câu hoàn chỉnh. Thì mình thấy là câu đúng sẽ là đáp án C ha. Nếu mà Mike câu A nè, nếu mà Mike cảm thấy tốt hôm nay anh ấy không thể đi ra ngoài thì này nó không đúng nghĩa. Rồi if only Mike, nếu mà Mike cảm thấy tốt thì anh ấy không thể đi ngoài cũng đúng nghĩa luôn. Provided that nè, provided that các bạn chú ý nha. Nó có provided that á, nghĩa nó bằng với cái từ if này nha. Đó. Nó giống với if luôn, là nếu á, provided that nghĩa nó là nếu á. Nếu mà Mike cảm thấy khỏe hôm nay thì anh ấy không thể đi ra ngoài thì cái này cũng khác nghĩa luôn. Nên mình có đáp án đúng sẽ là câu C. Rồi tiếp theo mình sẽ có là cái tiệm cà phê này là bị cấm để mà phục vụ trên 10 khách hàng trong cái thời gian mà giãn cách xã hội ha. Thì không có một cái gọi là bất cứ điều gì là được chấp nhận á. Rồi ở đây mình sẽ có là no, on no account. On no account nghĩa là gì các bạn? Ở đây mình thấy cái từ on no account nó đồng nghĩa với cái chỗ what over. Nó đồng nghĩa với chỗ whatever ha. Có nghĩa là không có một cái điều nào mà có thể được chấp nhận hết. Là cái shop này được công nhận để mà phục vụ 10 khách vào cái thời điểm giãn cách ha. Còn under no tình, có nghĩa câu này có nghĩa là không có tình huống nào ha. Rồi này in no way, có nghĩa là không có cách nào. At no time là không thời gian nào á.
mình có cái từ, để ý chúng ta có cái từ prohibited nè, thì nó sẽ đồng nghĩa với cái từ forbidden nha, có nghĩa là ngăn cấm. Còn permitted có nghĩa là công nhận, chấp nhận. Rồi mình thấy cái chỗ on no account thì nó sẽ bao phủ hết tất cả những cái từ này luôn, có nghĩa là không có cái gì, không có bất cứ cái lý do nào hết ha. Rồi mình sẽ chọn đáp án câu này là câu A ha. Không có bất cứ lý do nào là những cái tiệm shop, những tiệm coffee này được chấp nhận để mà phục vụ cho những người khách, trên 10 người khách ha, vào cái thời gian khoảng cách giãn cách xã hội. Rồi mình tiếp theo mình sẽ đi đến câu 34 và câu 38. Thì ở đây mình sẽ đọc cái đoạn này. Nhiều người nói rằng ở trường, cái khoảng thời gian ở trường là cái thời điểm mà tốt nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời của họ nha. Và họ thường cảm thấy rằng cái thời điểm này nó nên là được nên có nhiều cái sự tận hưởng. Cái kỳ thi thì thường làm cho họ cảm thấy không vui. Đó, cảm thấy không vui thì mình thấy là hai cái chỗ này nó trái ngược nhau ha. Tận hưởng với lại không vui. Đó, thì mình sẽ chọn cái however nha. Hoặc là bạn có thể xem xét cái ngữ nghĩa của hai cái câu này ha. Tuy nhiên, những cái kỳ thi thì thường làm cho họ cảm thấy không vui. Rồi nhiều học sinh thích có không không kỳ thi nào trong tất cả ha. Họ nói rằng những cái kỳ thi thì cái chỗ này mình có nó là một cái vật ha, thì mình sẽ chọn là which. Còn nếu mà đây chỉ người thì các bạn sẽ chọn là who ha. Địa điểm thì là where, thời gian là when. Họ phải thường bị rất là nhiều lo lắng và họ không có thời gian để thư giãn ha. Những người khác, mặt khác thì nói rằng là những cái bài kiểm tra thì sẽ giúp họ học tốt hơn, thì họ sẽ phải học suốt năm và nếu họ làm tốt thì họ sẽ trở thành nhiều more gì. Mình có từ in đây ha, mình sẽ có động từ đi chung với nó là interest in, có nghĩa là quan tâm đến việc học. Rồi there are, cái đây mình có chủ từ là student, cái này là số nhiều nha các bạn, thì mình sẽ chọn là some. Còn những cái này thì là nó dành cho cái số ít thôi. Rồi câu 38 nè, mình có cái từ student knowledge, có nghĩa là kiến thức của học sinh đó, và khả năng trong cái việc trong cái đề tài môn học đó, mà họ đang học. Họ nghĩ rằng đây là một cái cách tốt nhất của cái việc, mình có cái từ đáp án đúng sẽ là câu 38, đáp án đúng ở đây nó sẽ là câu A ha. Assessing có nghĩa là đánh giá cái khả năng nhận biết, hiểu biết và cái khả năng trong cái việc sử dụng ngôn ngữ hoặc là trong những cái subject, có nghĩa là những cái chủ đề môn học mà họ đang học đó. Assessing có nghĩa là đánh giá ha. Accepting nghĩa là chấp nhận. Assessing nghĩa là truy cập ha. Assisting có nghĩa là phục vụ, hỗ trợ gì đó. Rồi tiếp theo là một cái đoạn hơi dài chút xíu ha các bạn. Thì ở đây câu 39 người ta kêu mình tìm cái main idea của cái đoạn này ha. Main idea là cái phần mà chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật là scheme, có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng cái kỹ thuật đó là tìm những cái ý chính trong cái đoạn ha. Thì khi mà tìm ý chính thì các bạn lưu ý là nó sẽ xuất hiện ở cái đầu đoạn hoặc là cuối đoạn. Những cái câu đầu đoạn hoặc cuối đoạn ha. Còn đối với kỹ thuật scan đó, là tìm những cái chi tiết, là những cái thông tin đó thường là tên, ngày, tháng, vân vân, hoặc là số ha, thì nó sẽ mang tính là chi tiết hơn. Rồi bây giờ mình sẽ khoan hãy làm câu 39 ha, mình sẽ làm sao khi mà mình đọc hết cái đoạn này. Bây giờ mình sẽ đi vào cái câu 40 trước. Rồi từ it trong cái đoạn 1 thì nó liên quan đến cái gì? Bây giờ mình thấy từ it nó nằm đây đúng không? Đó, thì từ it nó là một cái danh từ, thì mình sẽ tìm một cái danh từ nào mà liên quan với nó. Thì mình sẽ look back cái đoạn tiếp theo, cái đoạn trước của nó nè. Cái đoạn trước nha. Đó, bây giờ mình sẽ tìm xem coi đoạn trước thì nó sẽ có những cái danh từ nào ha. Mình thấy đây nó có một cái music nè. Learner nè. Đó. À, other subject chứ. Bỏ cái lên ra. Rồi đoạn trước thì mình thấy nó có hai cái danh từ ở đây ha. Rồi cái từ dumb nữa. Nhưng mà mình chủ yếu là để ý hai cái danh từ này thôi. Rồi và đó là được nghĩ rằng là âm nhạc có thể giúp cho họ học những cái môn học,
môn học chủ đề khác tốt hơn, chủ đề tốt hơn. Rồi ở đây mình sẽ có cái từ it. Và nghiên cứu đã cho thấy rằng nó có thể cải thiện được cái children performance. Performance có nghĩa là cái trình diễn, cái hình thức bên ngoài, cái trình diễn ha, trong những cái chủ đề gì đó. Thì đây mình sẽ có cái từ là it, thì nó sẽ thay thế cho cái từ music, có nghĩa là nó cải thiện cho cái việc là children performances. Thì cái gì cải thiện thì đó là âm nhạc ha. Và đáp án đây mình sẽ chọn câu C nha các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ có câu 41. Theo cái đoạn 2 thì học sinh học âm nhạc thì họ sẽ liên quan đến những cái vấn đề nào ha. Mình sẽ xem đoạn 2 nè. Mình thấy là this like learning other subject nè. Rồi know only one language. It's like learning a second language, a higher mark in matching, in match. Rồi, ở đây mình sẽ xem tiếp nha. Bây giờ mình sẽ cho những cái từ khóa. Learning other subject là một từ khóa nè. Rồi, higher marks là một từ khóa nè, in match. Rồi, only one language. Learning a second language, nhưng mà deadline nha. Rồi, ở đây mình thấy là một bài nghiên cứu đã chỉ ra rằng âm nhạc có thể giúp cho bạn hiểu cái ngôn ngữ riêng của bạn tốt hơn á. Và nó có thể giúp cho bạn học một cái ngôn ngữ thứ hai. Ngoài ra thì những người trẻ có thể học âm nhạc có một cái điểm cao trong những cái môn học khác như là môn toán. Và nó có thể liên quan đến những cái chủ đề ở trường ha. Trong một cái cách nào đó thì nó sẽ có liên quan. Rồi đây mình thấy là nó có đề cập đến là higher mark in math. Nên mình chọn đáp án là câu C ha. Rồi ở đây mình có là only one language là sai ha. Rồi dislike learning a second language cũng không đúng luôn. Dislike learn other subject cũng không liên quan luôn. Rồi mình thấy cái từ composing có nghĩa là gì các bạn? Thì mình xem cái đoạn này ha. Nếu mà bạn học đàn nè, ví dụ như nó có thể thật sự là, đó là một điều có thể thật sự là phấn khích khi mà bạn có thể bắt đầu bla 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 cho những cái tác phẩm về âm nhạc ha. Thì này có nghĩa là, thì mình nghĩ là nó sẽ là sáng tác ha. Nghĩa của nó là sáng tác. Sáng tác thì khi mà âm nhạc người ta sáng tác thì người ta chỉ có thể là viết thôi ha. Writing, mình chọn writing ở đây. Rồi câu 43. Cái gì mà nó không có đề cập đến trong cái đoạn này ha? Nó sẽ giúp bạn tự tin vào bản thân nè. Đây là keyword nha. Có nhiều bạn nè, đây là keyword. Nó sẽ giúp bạn có được new idea nè. Reduce stress nè. Đâu, xem coi cái nào nha. Câu đoạn 3 nè. Âm nhạc có thể giúp bạn nghĩ về những cái new idea nè. Đó, có nè. Believe more in yourself nè. Vậy thì mình sẽ loại cái đáp án B với lại A ha, thì còn lại C đi. Rồi reduce stress ở đây có luôn nè. Như vậy thì đáp án đúng sẽ là câu C ha. Make more friends. Kết bạn không liên quan. Đáp án đúng sẽ là câu C nha các bạn. Rồi tiếp theo. Mình còn một cái đoạn hồi dài hơn nữa. À, mình chưa làm cái câu 39. Thì cái main idea trong cái bài này nó sẽ có những cái từ khóa mà các bạn thấy nó xuất hiện nhiều lần, các bạn phải lưu ý ha. Rồi đây mình có cái từ khóa là music nè. Thì bốn cái câu này đều có từ music hết. Những cái ý tưởng ha trong âm nhạc nè thì nó không có liên quan. Rồi tiếp theo là cái cách để mà dạy âm nhạc thì nó cũng không liên quan trong bài này ha. Cái cách để mà viết nhạc thì không liên quan luôn. Lợi ích của âm nhạc thì mình sẽ chọn đáp án là C ha. Tại vì mình thấy là âm nhạc nó có rất là nhiều cái lợi ích nè. Đó, đây thì nó cũng nêu rõ ra trong cái đoạn 3 hoặc là cái đoạn 2 thì các bạn cũng thấy ha. Đoạn 1 thì nó cũng có đó nè. Rồi. Tiếp theo là câu 44 cho đến câu 50 ha. Đây bạn thấy là
người ta hỏi là cái từ outstanding này nó bằng nghĩa với cái từ nào. Thì nếu như mà bạn biết nghĩa của từ outstanding rồi á, đây nè, closest in meaning to, thì bạn sẽ chọn ngay đó là từ excellent. Rồi về cái best title cho cái đoạn này thì mình sẽ để đó, mình sẽ chọn sau ha, để mình làm những cái câu này trước. Rồi tiếp tục là mình có từ dumb trong cái đoạn 3 nha. Đoạn 3 có từ dumb. Mình xem cái từ dumb này nó đồng nghĩa với từ nào ha. Từ dumb nằm đây. Đó là một danh từ nha. Thì mình đi ngược lên mình xem coi nó nói về cái gì. Set goal. Goal là danh từ nè. Keep trying until they achieve. Đây nè ha. In the family. The fun much higher confidence level. Rồi, cái chỗ này mình thấy nó xuất hiện hai cái danh từ nằm đây. Chủ từ là đây. Đây có nghĩa là cái do family này nè. Là nó thể hiện cho cái từ đây. Còn goal là mục tiêu. Họ biết cái cách để thành lập những mục tiêu và giữ nó cho đến khi họ giành được nó. Thì giành được chúng là giành được nó, hoặc là giành được chúng thì giành được cái gì? Thì giành được mục tiêu. Mình có từ dumb này thay thế cho cái từ goal. Goals. Rồi, tiếp theo là từ unit. Trong cái đoạn số 4 thì nó gần nghĩa với cái từ nào? Unit. Thì bạn thấy là unit, nếu mà bạn biết nha, thì nó sẽ có nghĩa là một cái căn bệnh ha, căn bệnh nào đó. Thì bệnh ở đây nó khác với từ sick. Sick thì chúng ta thấy là nó có nghĩa là một cái căn bệnh mà một hai ngày gì đó nó sẽ hết, giống như là bệnh cảm cúm. Nhưng mà đối với ill thì nó là một cái bệnh mãn tính, có nghĩa là nó sẽ tái đi tái lại hoặc là nó kéo dài ha, và nó gây đau đớn và bạn phải điều trị nhiều lần, thì cái này sẽ gọi là illnesses. Có nghĩa là những cái healthy problem, những cái vấn đề về sức khỏe ha. Rồi bây giờ chúng ta xem cái câu 46 nha. According to đoạn 1 nè. Cái ambition này người ta định nghĩa nó là gì ha. Bạn xem cái đoạn 1 nha. Là giành lấy tất cả người gì đó. Cùng ý kiến, differ from person to person là khác nhau, được chia sẻ bởi những người khác. Thì ở đoạn 1 mình thấy cái câu đầu tiên của nó nè. Nói đến cái ambition, nghĩa là tham vọng ha. Thì không có ai là có cái tham vọng giống nhau á. Thì mình sẽ có cái đáp án sẽ là differ from person to person, B ha. Sự khác nhau từ người này sang người kia, không có ai giống nhau hết. Rồi câu 49 nè. 49 mình có là not true according, có nghĩa là tìm những cái ý nghĩa nó không đúng trong cái đoạn này. Thì mình sẽ có đáp án sẽ là câu, mình xem câu A xem. Money thì không có đóng vai trò quan trọng trong cái thành công của con người. Thì không cần đọc ở trên mình cũng biết là money là phải đóng vai trò quan trọng trong cái thành công rồi ha. Thì mình sẽ chọn câu A ha. Cái này nó nói về không. Rồi câu B nè. Một người mong muốn, cái mong muốn của một người cho cái sự thành công thì phụ thuộc rất là nhiều yếu tố. Một vài người là hài lòng với bất cứ cái gì mà cuộc sống đem đến. Cái mong muốn để thành công có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người. Và bây giờ chúng ta biết chắc chắn là nó đúng hay sai thì chúng ta phải đi lên để chúng ta xem ha. Rồi ngay chỗ cái đoạn cuối nè. Tuy nhiên cái mong muốn cho cái sự thành công được tạo ra sẽ tạo ra những cái stress ha. Rồi làm việc quá nhiều để giành lấy những sự thành công có thể dẫn đến những cái vấn đề về sức khỏe nè. Ngày nay thậm chí những người trẻ và những người trưởng thành đó là cảm thấy là bị stress á, cố gắng để có được nhiều có một cái trường học tốt nè. Rồi tìm được công việc tốt nè, đã ép buộc họ khi mà ở trường trung học á thì phải học nhiều hơn. Và nó trở thành một cái điều khó khăn trong cái việc giữ cân bằng. Và một cái biện pháp tốt nhất cho cái việc này thì là họ có thể sống cùng với gia đình với nhau và những người bạn. Và làm những cái điều gì đó cùng với nhau ha. Và đó là một cái điều quan trọng hơn bất kỳ những cái điều nào ha. Thì ở đây mình thấy là câu A. Rồi, cái chỗ này mình xem kỹ lên cái đoạn trên nữa nè. Tiền, nó luôn đóng một cái vai trò quan trọng nha, câu này.
Và những người mà không giàu thì họ thường muốn kiếm được nhiều tiền và ép buộc bản thân họ làm việc chăm chỉ trong tất cả thời gian để cải thiện cuộc sống của họ. Rồi câu 50 nè. Theo bạn thì cái vấn đề này là nó sẽ có một cái bài học, rút ra bài học nào trong cái đoạn này? À, những người trẻ trong quá khứ là phải làm việc chăm chỉ hơn để bước vào những trường cao đẳng. Thế này nó không có liên quan ha. Sự kết hợp giữa tham vọng và có mục đích rõ ràng. Rồi câu C là nhiều người trong cuộc sống hiện đại là không có quan tâm về cái giá trị gia đình. Rồi những người nghèo thì thường không làm việc chăm chỉ đủ để cải thiện cuộc sống của họ. Thì đáp án sẽ là câu B ha. Cái sự kết hợp tham vọng và cái mục đích rõ ràng là cái chìa khóa quan trọng để thành công, là cái điều quan trọng để thành công ha. Chọn câu B. Rồi bây giờ chúng ta quay lên câu 44 nè. Chúng ta thấy là the best title cho cái đoạn này thì chúng ta thấy có một từ mà nó thường hay xuất hiện nhiều trong cái đoạn này. Đó là từ nào ạ? Đó là từ này ha. Từ này đọc là desire. Thì ngay chỗ này các bạn thấy là nó có nghĩa là mong muốn, cái mong muốn cho cái sự thành công nè. Còn câu B là một cái câu chuyện thú vị, cuộc sống thú vị ha. Một câu chuyện cuộc sống thú vị gì đó. Rồi một cuộc sống không có stress thì nó không liên quan mấy. Rồi cái cách để mà dạy về cái sự tham vọng thì nó cũng không liên quan, nên mình chọn đáp án là câu A nha. Mình thấy cái từ desire thì nó sẽ lặp lại khá là nhiều lần nha. Ha, một lần, hai lần nè. Design. Đó, nếu bạn lưu ý là những cái từ khóa thì nó sẽ thường lặp lại rất là nhiều lần, chẳng hạn như từ success cũng lặp lại rất là nhiều lần. Ha. Rồi, bây giờ mình đã giải xong toàn bộ 50 câu và ở đây nó có những cái đáp án ở đây ha. Thì mình sẽ gửi những cái đề năm 2021 trong một cái link trong cái phần mô tả, thì các bạn có thể xem lại những cái đề đó và các bạn có thể tải xuống để mà chúng ta làm. Và hy vọng rằng cái video này có thể đem đến một cái kiến thức bổ ích dành cho các bạn ha. Mình cũng xin kết thúc video này tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.